em bên phụ kiện cá rồng vn, thì hôm nay em sẽ giúp em xin được giới thiệu các anh đến một đây là cái sủi, đây là cái sủi oxy thì và thương hiệu của Redson. Đấy, cái sủi này á thì các anh em chơi cá có thể là đã biết nhiều về nó rồi đó, hoặc là nghe giới thiệu sơ về nó đó. Sủi này á thì được cái là nó khá là êm và cũng rất là mạnh nè. Một cái sủi này thì mình có thể là mình sử dụng được cho 3 đến 4 cái hồ đó, tùy theo công suất. Đấy, rồi ở đây em cũng có thêm một cái sủi của Jabo nữa, đây là cái sủi tích điện. Đấy, thì chơi cá thì mình phải trang bị thêm một cái sủi Jabo này, một cái sủi tích điện này, tại vì để phòng ngừa những cái trường hợp mà bị tắt điện. Nhưng mà nhược điểm của nó là sủi của nó sẽ hơi yếu, nên là những anh em thường là sẽ kết hợp vừa có sủi tích điện vừa có thêm một cái sủi bình thường như vậy. Tại vì cái sủi này nó khá là mạnh đó, thì khi mà nó mạnh như vậy là cái oxy trong hồ cá nó sẽ dồi dào, rồi vi sinh nó cũng dồi dào, thì cá nó phát triển sẽ tốt hơn. Đấy, em xin giới thiệu qua đây, em sẽ khui cho anh xem thử cái sủi của nó như thế này. Đây là hộp của nó. Đây, ở đây là có hai phân loại nha. Nếu mà AB, nếu mà không có chữ A thì là nó sẽ không có cái phần cái nút xoay. Còn nếu mà có chữ A thì nó sẽ thêm cho mình là có một cái nút xoay để mà mình điều khiển cái chế độ mạnh yếu. Đây là cái của máy ABA. Đó, nó sẽ có cho mình thêm cái nút xoay như thế này. Đó, rồi. Còn cái về phần máy của nó rất khá là chắc chắn nha các anh. Khung của nó là khung nhôm nên là nó tản nhiệt rất là tốt và nó cứng cáp, nó khá là chắc chắn luôn. Đó. Đấy, anh em chơi cá thì cái thương hiệu Redson này thì cũng là rất là có nhiều anh em cũng biết về cái thương hiệu này rồi. Cái máy này chạy khá mạnh và rất êm ái lắm. Đó, nó không có bị ồn nhiều như là những cái dòng sủi cái dòng sủi thông thường. Đấy. Đấy rồi. Đó, thì em đã giới thiệu qua em đã giới thiệu sơ qua cho các anh. Đấy, còn đây là trong máy của nó cũng có luôn cho mình là cái vòi, những cái vòi để mà rồi. Ok. Các anh cần sủi nè, cần những cái vật liệu chuẩn hồ cá thì có thể tham khảo trên giá cả trên website phụ kiện cá rồng.vn bên em, thì bên em bán giá là tốt nhất toàn thị trường luôn đó. Nên các anh cần những cái vật dụng hồ cá nè, cần sủi nè, cần đèn nè, thì có thể liên hệ qua bên em nhé. Rồi, em cảm ơn các anh đã xem hết video của em ạ. Xin chào các anh.